đang nghe podcast Hỏi đáp về Covid-19, nơi chia sẻ, giải đáp những thắc mắc băn khoăn về dịch bệnh. Thưa quý vị, mới đây, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128 NQ-CP quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Vậy Nghị quyết 128 được hiểu như thế nào? Có thể thấy nước ta đang dần chủ động trong việc phòng chống dịch nhờ việc đúc kết kinh nghiệm, từng bước nâng cao năng lực ứng phó của hệ thống y tế và tăng diện bao phủ vaccine, nhất là đối với nhóm người có nguy cơ cao, các đô thị lớn. Từ thực tiễn cùng với các ý kiến phân tích của các nhà khoa học, chuyên gia, ý kiến của các địa phương và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Chính phủ xác định chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó, mục tiêu là bảo vệ tối đa sức khỏe và tính mạng người dân, kết hợp phấn đấu đưa đất nước chuyển sang bình thường mới trong năm 2021. Quy định nhằm đảm bảo mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết. Cụ thể, các giải pháp phòng chống dịch phải dựa trên cơ sở khoa học, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của đất nước, đồng thời đảm bảo người dân được bảo vệ tốt nhất trước dịch bệnh, được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất, nhanh nhất, ngay từ cơ sở nhưng không gây ách tắc cho lưu thông sản xuất. Quy định cũng hướng dẫn về phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch với 4 cấp. Cấp 1 là nguy cơ thấp hay bình thường mới, tương ứng với màu xanh. Cấp 2 là nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng. Cấp 3 là nguy cơ cao, tương ứng với màu cam. Cấp 4 là nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ. Các cấp độ này được đánh giá từ quy mô cấp xã. Quy định cũng khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất, có thể là dưới cấp xã, nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch bao gồm: thứ nhất là tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian. Thứ hai là độ bao phủ vaccine, trong đó lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao, tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất, tỷ lệ tiêm đủ liều. Và cuối cùng là khả năng thu dung, điều trị của các tuyến. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 48 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết để có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. Các biện pháp y tế bao gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm chủng thì vẫn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế ở cả 4 cấp độ đối với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Các biện pháp phong tỏa ổ dịch cần áp dụng nhanh nhất ở phạm vi hẹp nhất và tạm thời không áp dụng các chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, với Nghị quyết 128, người dân ở các khu vực cấp 1, cấp 2 được phép đi lại, đảm bảo tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người dân ở khu vực dịch cấp 3 được đi lại có điều kiện, và ở các khu vực dịch cấp 4 có nguy cơ rất cao thì người dân hạn chế đi lại. Nghị quyết cũng giao các bộ, ngành ban hành hướng dẫn mới hoặc cập nhật, sửa đổi các hướng dẫn đã ban hành và tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thuộc phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực để các địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân triển khai áp dụng. Trường hợp các quy định, hướng dẫn của Trung ương không phù hợp, không khả thi thì kịp thời báo cáo cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn. Cơ quan ban hành quy định, hướng dẫn phải có chỉ đạo ngay để tháo gỡ vướng mắc, đồng thời nghiên cứu sửa đổi quy định, hướng dẫn. Còn người dân trên cả nước vẫn phải tuân thủ nghiêm thông điệp 5K, tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vaccine, khám chữa bệnh và sử dụng mã QR theo quy định của chính quyền và cơ quan y tế. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!